Vậy lý thuyết thì chúng ta có cái gì mà chúng ta cần phải nắm? Các em nhìn đấy nhá. Thầy cho một hình chữ nhật ABCD. Đây này, thầy cho một hình chữ nhật ABCD. Có này. Đường chéo BD bằng 5. Em nhìn nhá, hình chữ nhật ABCD thầy có đường chéo BD bằng 5. Cạnh BC bằng x. Vậy chúng ta có tìm được cạnh DC không nào? Chúng ta đơn giản sử dụng công thức Pythagore, chúng ta tìm ngay được cạnh DC là bằng căn của 25 trừ x bình. Đúng không nào? Vậy căn 25 trừ x bình này thực ra chính là một căn căn thức. Với trong căn là một biểu thức chứa chữ x. Được chưa nào em? Nhớ nhá. Vậy các em mới bắt đầu là đã có dần, các em đã có dần dần làm quen và biết về căn thức. Vậy chúng ta mới thấy thực ra cái căn thức này các em đã được làm quen từ rất lâu. Đó chính là tính chiều dài của một cạnh của tam giác vuông. Đúng không nào các em? Nhớ nha. Vậy chúng ta có như sau. Căn thức bậc 2. Nhớ nha. Căn thức bậc 2. Với A là một biểu thức đại số. Đây. A là biểu thức đại số. Tức là 25 trừ x bình là một biểu thức đại số. Người ta nói căn A là căn thức bậc 2 của A. Nhớ này. Căn A là căn thức bậc 2 của A.